Trung bình một năm trên thế giới có hơn 600.000 vụ mất tích, trong đó có những vụ mà nạn nhân may mắn được tìm thấy trong vài giờ, trong một tình trạng rất tích cực. Có những vụ mà phải mất tới hàng thập kỷ, và khi đã tìm thấy thì xác thịt của nạn nhân đã trong tình trạng nguội lạnh. Và đặc biệt, có những vụ mất tích bí ẩn mà mãi mãi không có lời giải đáp, cũng như là nạn nhân của nó đã không bao giờ được tìm thấy. Trong những vụ mất tích đó, phần lớn là bị lạc trong những khu rừng sâu, núi cao hay trên biển. Các đối tượng mất tích đa số là những người yêu thích sự mạo hiểm, dấn thân vào những nơi bí ẩn mà không có sự hiện diện của loài người, không ai biết đến, để rồi họ bị nuốt chửng bởi rừng sâu hay đại dương sâu thẳm. Có người tin rằng họ bị những thế lực kỳ lạ tồn tại trong những nơi đó bắt đi và không có ai có thể tìm thấy họ nữa. Một trong số đó là mình khá chú ý, đó là vụ mất tích bí ẩn của chính nhà leo núi. Mình tự hỏi là thứ gì đã gây ra cái thảm kịch này? Tại sao họ lại phải chạy trốn? Họ chạy trốn cái gì? Muốn biết được điều đó thì trong video này, Kidding Minecraft sẽ mang đến cho các bạn một update Minecraft mới do mình làm ra, để tái hiện lại sự kiện kinh hoàng tại đèo Diablo, nơi mà các bạn sẽ nhập vai vào một trong những nhà leo núi bị mất tích kia. Sẽ như thế nào nếu các bạn bị lạc tại một ngọn núi tuyết với nhiệt độ là -45°C, bao phủ xung quanh bạn chỉ có những rừng cây và sương mù, đối diện với cái lạnh, sự thiếu thức ăn, nước uống, và đặc biệt là có những thế lực bí ẩn tồn tại trên ngọn núi tuyết này. Chúng luôn luôn rình rập và chờ đợi thời cơ để bắt và giết bạn. Liệu tụi mình có thể tồn tại ở nơi này và sống sót trở về? Hay sẽ bị ngọn núi này nuốt chửng? Chào mừng đến với một series mới, Minecraft, những kẻ lạc đường. Phần 1, tập 1. Ngọn núi sương mù. Tất cả là đội leo núi chúng ta tập hợp. Này, tập hợp. Tôi sẽ điểm danh, gọi là sao ta? Tôi sẽ điểm danh lại tất cả mọi người xem là có đủ hay không. Rồi, hôm nay là chúng ta sẽ đi leo núi tuyết nha các bạn. Rồi, ok. Bắt đầu điểm danh. Phú Triệu, Linh, Cross and Phú Tinh Kỳ. Đội leo núi 5 người tụi mình sẽ đi khám phá ngọn núi tuyết này nha. Nghe nói là ngọn núi tuyết này có nhiều thứ hay ho lắm. Cái coi có bộ là leo tới nửa đường thì khá lạnh mọi người à. Nên là tụi mình chắc là phải tối nay là phải đi nhặt que gỗ xung quanh đây. Nhanh mọi người, nhanh đi. Khi màn đêm bắt đầu buông xuống thì nhiệt độ trên ngọn núi này sẽ trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Nếu chúng tôi không có gì đó để sưởi ấm, chúng tôi sẽ chết rét. Chúng tôi quyết định rời khỏi chặng đường hiện tại và quay trở lại xuống núi, vì càng lên cao thì nhiệt độ sẽ càng hạ thấp, lúc đó thì cơ hội sống còn nhiều bằng không. Thật may mắn, trên đường trở xuống núi chúng tôi tìm thấy được những cái bụi quả dại. Đây sẽ là bữa tối của chúng tôi. Tụi mình cần kiếm một cái nơi nào đó ấm áp một chút xíu, chứ ban đêm về đêm ở đây rất là nguy hiểm nha. Thứ nhất là hú dữ, thứ hai là nhiệt độ rất là thấp. Ủa, cái gì đấy? Tôi bất ngờ phát hiện ra được một căn lều của ai đó bỏ lại nơi này. Có lẽ chủ nhân của nó cũng là những người leo núi giống như chúng tôi. Với những gì còn lại của căn lều này, chúng tôi quyết định xé nó thành nhiều mảnh để có thể làm thành nhiều căn lều cho chúng tôi. Nhưng có một điều mà tôi luôn thắc mắc, đó là đám lửa trại này vẫn còn chưa tắt. Nhưng do ngoài trời quá lạnh nên tôi cũng chẳng quan tâm làm gì. Đây. Ôi, gió. Cái gì vậy? Cẩn thận. Gió lạnh lắm mọi người ơi. Tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ phải tìm một cái nơi đó để trú ẩn. Thứ nhất là hú dữ sẽ tìm chúng ta, thứ hai là thời tiết sẽ khiến chúng ta sun vòi. Vậy nên là nãy giờ anh em chúng ta cần phải đi tìm chắc đốt là thứ nhất, thứ hai là nước uống, thứ ba là thức ăn. Nhóm chúng tôi quyết định chia ra hành động sau khi bàn xong kế hoạch. Mục tiêu của chúng tôi là những que củi, những thứ gì có thể cháy được, những hòn đá cội, nhưng tốt hơn vẫn là phải làm một cây rìu để chúng tôi có thể đốn củi, như vậy sẽ tốt hơn. Trong lúc tôi đang nhặt những cái nhành cây ở bên bờ sông thì đồng đội của tôi báo rằng anh ta phát hiện ra một thứ gì đó ở bên kia cánh rừng. Một xác con bò nè. Xác bò hả? Mẹ kiếp, gì là ở đây có hú dữ không mấy đứa? Là, cái xác bò này có thể nuôi sống chúng ta tối nay đó. Vâng. Đây đi anh em. Mà ở trong cái môi trường này thì không sợ là bị hỏng đâu. Ba miếng thịt. Bên này có một đàn bò mọi người. Thêm xác con cừu à? À đây. Đây, ở hướng này có một đàn cừu, mình nhớ nhá. Đâu? Nghe em lấy xác rồi. À, mình thịt con cừu đen đi mọi người. Cừu đen à? Anh lấy được anh bung cho người nó. Là có thịt nướng à? Ê, cái gì vậy? Tiếng gì đấy? Tiếng gì đấy? Tôi đột nhiên nghe thấy những âm thanh lạ phát ra bên tai, giống như là tiếng nói xì xầm. Tôi nghĩ là do thời tiết quá lạnh nên tôi đã bị ảo giác rồi. Sao đâu? Anh đang về. Ui, lỡ đi xa quá mà rét. Em vừa nghe tiếng đi lộp cộp ấy. Mày đưa bị ảo giác rồi. Mình đang gung rồi các bạn ơi. Hơi đói ông ơi, hơi đói.
Ờ, cần ở đâu? Lạnh quá. Bây giờ đó là 4 giờ chiều rồi. Nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng khiến cho cơ thể tôi rung bần bật hết cả lên. Cả nhóm chúng tôi không phải tiếp tục công việc được nữa. Vậy nên quyết định quay trở về lửa trại, sưởi ấm và tổng kết là những gì mà chúng tôi có thể tìm được trong ngày hôm nay. Blin đã tìm được khá là nhiều đá cuội, tôi thì tìm được một vài nhánh cây, Rod thì tìm được một vài những cục đá cuội bám rêu. Chúng tôi chỉ hy vọng với tất cả những gì mà chúng tôi mang về sẽ đủ để làm một cây rìu. Nhưng khá đáng tiếc, mọi thứ đã không như mong muốn. Mãi còn nữa không? Hết rồi anh. Như đây thôi hả? Anh xem mấy cái rock á. Anh kết hợp lại được không? Ghép lại cục đá. Ok. Vậy là đừng cục nữa mới được. Đừng cục nữa. Hai cục hả? Hai cục chưa làm được gì đâu anh ơi. Từ từ đó. Quá liền thôi, tối nay. Ôi trời ơi. Mọi người có lạnh á. Dựng lều không mọi người? Đứng lều. Ôi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ê, chạy đi. Sai. Đi đây. Đi đây. Mọi người ơi. Sao đây. Đây cái gì vậy? Đưa em cứu em. Mấy đứa bị cái gì vậy? Đưa em, anh cứu em. Chưa phải chứ. Đây. Kiếp. Chúng tôi đột ngột bị tấn công bởi một thứ gì đó trong khu rừng, khiến cả nhóm chúng tôi phải tách ra. Nhưng rất may mắn, một thành viên trong đoàn của chúng tôi trốn vào trong được một cái hang. Nhưng đây có lẽ không phải là một ý kiến tốt khi nguồn thức ăn đang dần cạn kiệt, nước uống cũng bắt đầu cạn và bóng tối khiến cho chúng tôi bắt đầu suy sụp. Tôi ngất xỉu vì lạnh và sợ hãi. Rất may các đồng đội của tôi đã cứu tôi kịp thời. Việc ở trong một nơi tối tăm như thế này sẽ khiến tinh thần của cả nhóm chúng tôi xuống dốc một cách không phanh. Vậy nên việc chú ý tới sự tỉnh táo của bản thân là một điều cực kỳ quan trọng khi sinh tồn ở ngọn núi tuyết này. Vì nếu chúng tôi không đủ minh mẫn, chúng tôi sẽ rất có thể gặp ảo giác và nguy hiểm hơn. Chúng tôi có thể bị trầm cảm và tự kết liễu cuộc đời mình. Nhưng có lẽ tới sáng mai chúng tôi mới có thể ra ngoài được. Lên thôi mọi người, trời sáng rồi. Thôi. Sau sự việc vào tối đêm qua, chúng tôi bị lạc mất hai người đồng đội. Và như vậy, chúng tôi không còn bất kỳ tinh thần nào để có thể tiếp tục leo núi nữa. Tôi lao ra khỏi khu rừng, chúng tôi phát hiện ra một con sông đã đóng băng. Tầm nhìn khá thoáng nên chúng tôi hy vọng có thể tìm được những người đồng đội đã bị lạc mất. Có lửa chạy. Có người bên kia không? Có cái gì kìa? Ở bộ xương ạ. Mẹ cái bộ xương bị cắm đầu vô băng à. Ê, kéo người ta lên. Thay vì tìm thấy những người đồng đội, chúng tôi phát hiện ra được một bộ hài cốt với cái đầu bị cắm xuống mặt băng. Đột nhiên chúng tôi cảm thấy lo lắng rằng mình rất có thể sẽ chung số phận với cái bộ hài cốt đó. Mẹ kiếp, qua một đêm mà mất tích hai đứa rồi. Nguy hiểm quá, cách nào để ra khỏi đây đây? Đừng nói về vậy. Không được rồi, chúng ta đã lâm lao rồi, cứ đi theo lao mọi người ơi. Chúng ta cắm trại chỗ này đi. Như vậy là chúng tôi quyết định quay trở lại một khu rừng, tìm một nơi khác an toàn hơn. Đây chính là lúc kỹ năng sinh tồn của chúng tôi phát huy tác dụng. Có vật nữa. Rồi. Để tôi đoán xem. Lại đây ngồi cho bình tĩnh lại đi. Chúng tôi quyết định dựng lều để có thể ngủ qua đêm ở đây. Tôi cũng đã cử đi một người trong nhóm để thám thính xung quanh, để đảm bảo rằng không có một con gấu nào hay một con thú dữ nào có thể tìm đến chúng tôi vào tối ngày hôm nay. Sau một đêm mệt mỏi thì có lẽ là chúng tôi sẽ dành thời gian cả ngày của mình để nghỉ ngơi. Tối nay phải ngủ sớm nha mọi người. Nhóm kia chúng ta mất liên lạc rồi. Mày, hình như là họ chạy được rồi sao á. Vừa nãy em thấy họ chạy một hướng á. Chúng mình ngủ nè, kim tráng chỉ qua bên phải một giờ lịch cũng liền nè. Ôi, ở đây có con cụ chết nè. Ồ, đúng gần anh ơi. Thức ăn. Đừng đụng, hồi nãy nhớ gì không, đụng thức ăn con kia dí kìa, coi chừng mọi của nó. Mà bây giờ mình đói lắm rồi. Lấy đi. Sống chết nè. Tôi còn một chút cherry nè. Trồng cái này đi mọi người. Trồng á. Hàng rào đi. Trồng đi, trồng cái này. Ê, đi. Chiều rồi, bắt đầu chiều rồi. Ý, đú tắt rồi, dẫn lên. Mày kiếp. Ê, đi ngủ sớm đi. Mọi người biết chế cái đồ đánh lửa không? Lấy hai cái que cọ lại. Tôi sẽ chế cho mọi người một cái. Cái này là học được bên lớp dạy sinh tồn nè. Đấy, mấy kiến thức leo núi mọi người không có kiến thức gì hết. Trời, em cảm ơn. Ui, tiếng sói á. Đây mọi người, nướng cái hạch này lên. Đủ cho ba hàng tụi mình ăn đó. Bây giờ chúng ta cần phải kiếm nước ở đây. Ai hiện tại đang tồi tệ nhất? Tình trạng ở đây ai đang tồi tệ nhất? Em bị suy sụp quá. Ngồi ở đây. Nó cứ bị kiểu gì ấy. Ngồi đó đi, anh đi tìm một số thứ. Ngọn núi này được bao phủ bởi tuyết và sương mù. Cảnh vật vô cùng tĩnh lặng và không hề phát ra một tiếng động nào cả. Sự tĩnh mịch của nó khiến tôi cảm thấy khó chịu trong người.
Nhưng tôi không muốn thấy những người đồng đội của mình bị chết khát dưới cái lạnh thấu xương, nên tôi đã đi ven bờ sông băng để tìm một ít cát để có thể nung ra một cái chai thủy tinh và có thể đựng nước. Cho dù là ở sa mạc hay núi băng thì con người chúng ta vẫn khát nước, nhưng mà dù khát cỡ nào cũng đừng có ăn tuyết, nó sẽ khiến bạn bị hạ thân nhiệt. Em khôi phục được cái đầu óc rồi này, khôi phục được cái sự tỉnh táo rồi. Ôi, ở đây nhiều xương, chết cha rồi. À đây, lều đây. Cáo, đi ngủ. Tối đi ngủ. Mà đi ngủ. Quá giờ rồi, ngủ rồi. Chưa đến tối. Chưa tới tối mà. Chưa đến tối hả? Mấy đứa chỉ bị ảo giác thôi. Tập trung từ từ đi, không có gì tấn công tụi mình đâu. Khi mà mấy đứa mất bình tĩnh là sẽ có ảo giác xảy ra, chứ không phải là con nó đang tới đâu. Hey, từ, không, để tiếng sói thôi. Tiếng bước chân đó chỉ là giả thôi. Nghĩ hơi nhiều rồi. Ở đó đây, tôi đi nhặt đồ. Tôi lại phát hiện ra được một bộ hài cốt khác. Có lẽ đây là của một người thợ săn. Nhưng một điều kỳ lạ là anh ta bị giết bởi mũi tên của chính mình. Tại sao lại có thể như vậy được? Anh ta quyết định tự sát à? Không, tôi chắc chắn là có một ai đó đã làm điều này. Nếu đó có thể là một kẻ sát nhân, thì tôi hy vọng là sẽ không gặp hắn ở nơi này. Trong lúc tôi đang cố gắng đi nhặt nhạnh những que củi hòn đá, tôi lại phát hiện ra được thêm một xác bò chết khác. Những người bạn của tôi có lẽ sẽ rất vui đây. Tôi sắp đem mấy cái đá củi về rồi. Ôi đây, đủ rồi. Tôi về đây mọi người ơi. Ê mọi người, em biết một cách để làm mình tỉnh táo ấy. Bật lửa lên. Rồi, ok. Đây, em chỉ cho mọi cách. Ê, ngủ được chưa? Chưa ngủ được, đồng hồ kim chỉ tới 3 giờ rồi mới ngủ được, 3 giờ khuya. Coi có bạn chị tạo không? Đây, em có. Với những gì mà tôi tìm được ở trong khu rừng vào 2 ngày hôm nay, tôi đã có thể chế tạo được một loại công cụ. Nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ ưu tiên nó cho cây rìu hơn. Tuy chỉ là một cây rìu, nhưng nếu các bạn rơi vào tình cảnh của chúng tôi, các bạn sẽ biết nó cần thiết như thế nào. Tôi có thể dùng nó để đốn củi, làm vũ khí tự vệ, dụng cụ xây dựng và có thể làm ra những dụng cụ khác từ nó. Trời đã bắt đầu tối rồi. Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì chúng tôi cũng đã có đủ thứ mà chúng tôi cần. Bây giờ chúng tôi còn phải ngủ sớm để tiết kiệm năng lượng, để chuẩn bị cho sáng ngày mai. Nhưng quan trọng hơn là chúng tôi không muốn cái thứ mà đã tấn công chúng tôi tối qua tìm thấy chúng tôi một lần nữa. Nhưng hai người đồng đội của tôi lại không tuân thủ điều đó. Trời, lửa quá lời. Ngon, đi ngủ anh ơi. Đi ngủ. Không ngủ được. Đây rồi. Anh đang lạnh. Đang lạnh á. Nào cái gì đòi hạ xuống về không á. Nhanh, về không nhanh lên. Bọn anh buồn ngủ. Không được luôn, không cho ngủ. Vậy không, đây, không đây, cho đây, ngủ. Đây. Nhanh đứng ở đây. Đi ngủ. Mẹ tụi mày lu bu quá. Kìa, sao không ngủ được? Không ngủ được. Bên đây có quái vật. Ôi mẹ, cái gì vậy? Không ngủ được. Cái gì lão giác thôi mày không có hợp. Ông Utaki đúng không? Khổ quá. Ơ kìa. Chuyện nào? Anh Utaki không cho em ngủ đúng không? Ơ. Không được kìa. Không ngủ được kìa. Đây nè, nhìn về không mà ngủ được rồi. What the fuck cái gì vậy? Tôi không hiểu vì sao mà chúng tôi không thể nào ngủ được. Những người đồng đội của tôi bắt đầu hoảng loạn và tự biến bản thân thành người Do Thái. Cũng may, tôi vẫn đang là người tỉnh táo nhất trong cả đoàn, nên tôi nhanh tay dập lửa và cứu bình lên. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chúng tôi quyết định là sẽ phải trốn xuống dưới cái hang này vào trong đêm nay. Để đề phòng trường hợp là sẽ có điều gì đó tồi tệ xảy ra. Chúng tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị và tôi bị mất nước khá là trầm trọng. Tôi đổ gục trước cửa hang, cũng may có người đồng đội của tôi ở đó, Blaine nhanh chóng đỡ tôi dậy. Việc bị mất nước và thiếu thức ăn đang bắt đầu khiến cho đầu óc của tôi trở nên hoang tưởng. Và tôi đã tự thiêu bản thân mình để trở nên tỉnh táo hơn. Dù mọi thứ diễn ra quá đột ngột, chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để lấy nước và thức ăn xuống hang. Và dần dần, sự khát nước bắt đầu lan rộng ra tới những người đồng đội của tôi. Chúng tôi hy vọng là bọn mình không bị biến thành bao que. Em khát nước. Hãy đi mọi người, anh lên trên múc nước cái. Nhận biết rằng những người đồng đội không thể nào cầm cự được nữa, vậy nên tôi quyết định liều mạng đi lên bên trên để bắt đầu lấy nước. Múc nước cái gì? Con quái vật hồi nãy dí tụi mình đến tới đây là khít ơi. Cái gì? Giỡn hoài. Tụi với ông làm gì? Tụi bị nó đánh gục dưới này, một lần nó bỏ tôi rồi. Đi rồi. Em đã bỏ anh đâu, em vẫn đang ở trên đây. Do em tụi mình ở dưới bóng tối á mọi người, do tụi mình ở dưới bóng tối á. Không, anh tôi đang mời. Tôi đang do là mình chưa xuống hang đó mọi người, do mình chưa xuống hang. Anh đi. Nè. Anh đi, anh vào. Uống vào, anh uống đầy đủ vào. Đứng gần lửa. Alo, nghe. Tôi đang trú ở dưới một cái thuyền. Ở trong đây có một số vũ khí. Ngon vậy. Trải qua một đêm tưởng chừng như là cơn ác mộng vĩnh hằng không có hồi kết,
Tôi lao nhanh ra khu vực sông băng và tìm đến vị trí mà người đồng đội đã đưa cho tôi vào tối ngày hôm qua. Tôi phát hiện anh ấy nằm gục ở trên một chiếc thuyền bị lật úp bằng một cách thần kỳ nào đó mà Phúc Triệu đã sống sót qua một cái đêm đói rét ở ngoài này. Như vậy là chúng tôi đã thành công tìm lại được một thành viên lạc đoàn. Bốn người chúng tôi quyết định cắm trại luôn trên mặt sông băng. Vừa có nước uống, vừa có lửa trại ấm áp, chúng tôi nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Mọi người ơi, tụi mình cần phải tìm một cái chỗ đó để trú. Tụi mình không thể nào ở ngoài này thêm một cái giây phút nào nữa. Mọi người biết hai đêm qua chị sẽ gái tụi mình rồi đó. Mình phải tìm được một cái chỗ nhà nào đó. Em nghĩ là không thể không có nhà được. Bây giờ cần phải cung cấp nước cho ngày hôm nay. Đây bây giờ tôi phải múc nước. Em bị đói. Nấu nước lên. Còn cái thứ trên đồi kia cứ nhìn chúng ta vậy là sao? Đâu cái thứ trên đồi nào? Làm gì có gì đâu anh. Làm gì có gì đâu. Hai con mắt vàng cứ lâm le nhìn tụi mình là vậy. Em nghĩ là chó sói đúng không? Tụi mình còn phải xác định được xem là cái thứ gì đang tấn công tụi mình để có thể biết mà chống trả. Nhưng mà hiện tại ở đây tôi có cái này nè mọi người, thấy gì không? Ôi có súng đấy. Ui, súng săn này. Ừ, cái này Phúc Triệu lượm được mới đưa. Ngon. Sau khi dành ra một ngày trời để bàn bạc các kế hoạch cho ngày mai, chúng tôi sẽ ngủ lại qua đêm ở đây ngay trên mặt hồ băng này. Như vậy là chúng tôi đã có được một giấc ngủ ngon lành mà không gặp bất kỳ hiện tượng lạ nào vào tối ngày hôm qua. Chào mọi người nha. Hiện tại tôi đang ở bên một cái bờ sông và cả nhóm tôi đang bị mắc một hành nhiên. Kênh tiếp theo nữa là tôi gặp khá là nhiều những hiện tượng lạ trên ngọn núi này. Đấy, nói chung là mấy đêm nay cũng chả ngủ được gì hết, đêm cứ nằm trằn trọc. Ok, thì chúng tôi tiếp tục trong cuộc hành trình ngày hôm nay. Lấy đồ hay lấy bàn chế tạo heo. Ê, ông, tôi đang đập đồ. Đi mọi người. Đi. Sau khi thu xếp đồ đạc, chúng tôi lao nhanh vào khu rừng với hy vọng là có thể tìm được ai đó để giúp đỡ chúng tôi thoát ra khỏi khu rừng này. Hoặc may mắn hơn là có thể tìm được người đồng đội bị lạc mất vào tối ngày hôm trước. Mặc dù đã khởi hành rất sớm, nhưng mà một trong số những người đồng đội của tôi bị rét buốt tới tê cóng qua chân, không thể nào đi lại được. Nên chúng tôi đã mất cả ngày để chờ anh ta leo lên trên cái ngọn đồi này. Việc này khiến cả nhóm của chúng tôi bị ảnh hưởng. Càng đứng ngoài trời lạnh này lâu, cơ thể của chúng tôi cũng đang bắt đầu bị mất nhiệt. Chẳng mấy chốc chúng tôi cũng sẽ tê cóng và không thể đi lại được. Sau khoảng nửa ngày chờ đợi, người đồng đội cũng đã bắt kịp chúng tôi. Chúng tôi nhanh chân quay trở lại với cuộc hành trình hướng về phía tây, xuôi theo sườn núi tuyết. Chúng tôi mong rằng có thể tìm thấy một cái tháp kiểm lâm ở đó, anh ta sẽ có thể giúp được chúng tôi. Hoặc là có thể tìm được một cái trò nào đó để chúng tôi không thể ngủ ngoài trời là được rồi. Nhưng đáng tiếc là cái lạnh đã ngăn không cho chúng tôi bước tiếp. Chúng tôi định phải dừng lại và nghỉ chân ở giữa ngọn núi này trong đêm nay. Đây đúng không anh? Nghe đi, ngay chỗ Phúc Triệu đứng nè. Đâu, chỗ này. Đây, chỗ này. Xuống. Đặt xuống. Trời. Ôi, ơi. Em đặt hai cái mới được. Đập. Bật lên. Chúng tôi nhanh chóng dựng lều, nhưng do thời tiết quá lạnh nên chúng tôi vẫn chưa thể nào ngủ ngay được. Và điều kinh khủng nhất đã đến. Đi. Nhanh đi mọi người. Nhanh đi ông, đừng quay nha. Đi ngủ nhanh đi. Anh Vũ. Anh quá trễ rồi. Quá trễ rồi mọi người ơi. No. Trời ơi, hồi nãy chưa bắt. Cứ yên lửa chạy này. Ê, đừng đi xung quanh. Cứ yên lửa chạy này. Ngồi cục đầu xuống, đừng ai nhìn vào mắt của nó. Đừng nhìn vào mắt của nó. Cúi đầu hết xuống. Chào mọi người, hiện tại là trời đang khá là tối và tụi tôi không thể nào ngủ được trên ngọn núi này. Khá là kỳ lạ. Và mỗi khi tụi tôi ngủ là giường sẽ bị bằng một cách đó, nó sẽ không nằm, chúng ta không thể nào nằm trên giường ngủ được. Chúng tôi bắt đầu nhìn thấy những cái hiện tượng lạ đầu tiên rồi. Hiện tại chúng tôi đang khá là gói và chúng tôi sẽ gặp lại mọi người sau. Nào mọi người đừng ai nhìn vào mắt của nó nha, Em đang tỉnh táo nha. Đừng có thể nào giải ngước cái đầu lên nha. Sau một đêm kinh khủng tưởng chừng như là dài vài thập kỷ, cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm được cái tháp kiểm lâm. Ánh sáng của sự hy vọng mà cả nhóm chúng tôi chờ đợi cũng đã xuất hiện. Lên luôn. Lên luôn. Nhanh lên. Mở cửa nhanh. Thoát được đi không? Cửa này. Ông kia đâu? Báo nhanh lên. Từ từ.
Spinner này quan trọng gì? Nhưng có lẽ trái với hy vọng của chúng tôi thì viễn cảnh mà chúng tôi đang gặp hiện tại còn tồi tệ hơn cả như thế nữa. Chỉ còn lại một ít lương thực và tôi còn tìm thấy một ít vết máu ở đây, nhưng không thấy người kiểm lâm ở đâu. Một linh cảm không ổn chạy dọc theo sống lưng của tôi. Nhưng ít nhất thì cái tháp kiểm lâm bỏ hoang này vẫn tốt hơn là chúng tôi sẽ phải ngủ hàng giờ liền ở ngoài cánh rừng lạnh lẽo đó cùng với sinh vật đó. Tôi thám tính xung quanh khu rừng nhằm có thể tìm thấy Cross, người đã bị lạc khỏi đoàn cách đây 2 ngày. Chúng tôi tìm được quyển nhật ký của anh Kiểm Lâm với hy vọng là có thể tìm được manh mối gì đó về anh ta. Tôi biết được rằng anh ta đã làm việc ở các trạm Kiểm Lâm này được 5 năm, nhưng vẫn không có chuyện gì bất thường xảy ra. Anh ta vẫn tận hưởng cái công việc này cho tới một buổi tối. Anh ta bất ngờ nhìn thấy sâu trong khu rừng có một luồng sáng lao nhanh qua những tán cây rồi biến mất nhanh như cách nó xuất hiện. Anh ta nghĩ rằng đó là những người đi bộ trong rừng vào ban đêm. Nhưng tại sao những con người đó lại không đi trên đường mòn? Và làm sao nó có thể xuất hiện và biến mất nhanh đến như vậy? Anh ta không có câu trả lời về điều đó nên đã quyết định đi hỏi đồng nghiệp của anh ta. Và có lẽ là anh ta đã không trở lại đây thêm một lần nào nữa vì đã không có thêm cập nhật cho những trang sau. Chúng tôi nghĩ rằng cái thứ mà anh ta nhìn thấy đã bắt anh ta đi. Sau khi đọc xong những dòng nhật ký đó, thay vì cảm thấy an toàn thì chúng tôi lại cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã hết hy vọng về người kiểm lâm đó. Một phần là sợ rằng cái thứ đã bắt anh ta đi sẽ quay trở lại và tìm chúng tôi. Trong lúc bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lấy cả nhóm, tôi tìm thấy được một chiếc đĩa nhạc được cất ở trên gác mái. Thứ này sẽ có thể giúp ích được cho chúng tôi. Đỡ hơn một phần rồi. Ui, hay nè, hay nè. Tôi không biết là mình đã hiếp đi bao lâu, nhưng tối đêm đó tôi nghe tiếng một lên gọi tôi dậy. Anh ta bảo rằng có vài người không ngủ được vì không khí lạnh đã tràn vào bên trong cái tháp này. Ê, cái đâu rồi? Tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi của mình lên. Vẫn đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Ê, thì nó ngày càng lạnh ấy mọi người. Mặc dù đã ở trong một nơi khá là ấm áp rồi, nhưng không hiểu vì sao mà không khí lạnh vẫn có thể ùa vào được. Chúng tôi chỉ còn cách là đóng tất cả các cửa sổ lại. Đóng cửa sổ đi. Ê, chặn lại. Có. Do là lạnh quá nên không ai có thể ngủ được. Không. Chúng tôi quyết định tổ chức một cái bữa tiệc nướng BBQ ngay trong căn chòi này luôn. Vừa thư giãn, vừa thưởng thức những cái bản nhạc êm dịu và ăn một củ khoai nóng. Nó khiến chúng tôi quên đi cái lạnh thấu xương. Ôi, cũng như là cái thứ ở ngoài kia đang rình rập để có thể bắt chúng tôi đi. Ừ, trở lại. Ôi, nhẹ khổ, ôi. Đâu kìa? Ê, đưa cháy nhà, cháy nhà. Cháy rồi. Ai báo vậy? Ê, không, sập xét, đóng không, chạy vào. Cái này sập xét đúng không? Dập lửa đi. Con kia đứng ngoài nổ. Là con kia. Chơi rồi, không có tâm trạng nghe nha. Đúng mọi người, dọn đồ nhanh ơi. Lửa lan nhanh quá, trời ơi. Không sao rồi. Chết rồi. Dọn đồ đạc đi mấy đứa, Dọn đồ mọi người, dọn đồ nhanh đi. Cái gì cần thiết mang theo đi. Nhanh, dọn đồ. Giờ sao đi xuống á? Bỏ đi mấy đứa ơi, chạy đi. Lửa lan nhanh quá trời rồi. Mẹ khiếp, bây giờ chạy đường nào? Vai. Bây đi đâu nữa? Đây nè, cái đường cầu thang, đây đây, cầu thang đây mọi người. Có. Hướng bên kia có. Hướng. Anh Phu Thanh Kỳ, nhìn thẳng hướng này nè. Có năm lửa kìa, thấy không? Ê, có khói. Ê, từ, nó dưới chân. Mọi người nhìn dưới hả? Phu. Ai ai lắm hết trơn rồi. Ê từ nhà hết cháy rồi, may mọi người. Gia cố lại đi mọi người. Vá lại. Mình ở tạm đêm nay luôn. Sự việc diễn ra khá là bất ngờ khiến cho chúng tôi mất thêm một vài phút mới có thể trấn an lại tinh thần. Cái thứ đó nó đang cố đốt cái nơi này để lùa chúng tôi ra khỏi cái nơi trú ẩn. Chúng tôi biết rằng bản thân đang đối mặt với một cái thế lực không được bình thường. Chúng tôi chỉ còn cách là gia cố lại nơi trú ẩn này với hy vọng rằng cái thứ đó sẽ không quay trở lại vào đêm nay. Anh thấy cái hướng em đang nhìn nè, anh thấy ngoài kia khúc kia có khói không? Ê, đi ra mình ngoài đi lên đó thì có người anh. Đây, nhưng mà em xin phép được nói nhá.
Hiện tại là em rút ra được những cái kinh nghiệm này sau 2-3 đêm gì đấy. Thứ nhất là nhà ở trên cao sẽ an toàn, có nghĩa là nó không với lên được. Cái thứ hai là nhà phải làm bằng một vật liệu không thể bị dẫn lửa, như thế thì nó sẽ an toàn cho mình. Từ từ nhá, từ từ nhá, đợi tôi đi, để tôi đây, mở đường nhá. Đây, đi ra, anh đi ra. Lên, từ từ, anh lấy chia đều cho mọi người. Từ từ, nó này. Như vậy là chúng tôi đã quyết định sẽ rời khỏi cái nơi trú ẩn mà chúng tôi coi là nơi an toàn nhất. Từ phía bên dưới tôi có thể thấy được tòa tháp kiểm lâm bị đốt cháy cho tan hoang. Tuy nhiên chúng tôi không có thời gian để nhìn lại cái sự kinh hoàng này. Cả nhóm chúng tôi di chuyển về phía đông theo chỉ thị của Phú Triệu. Chúng tôi đành phải rời bỏ cái nơi mà chúng tôi coi là an toàn nhất vào ngày hôm qua để đến với một nơi mới. Chúng tôi đi tới vị trí mà có cột khói bốc lên, đó là từ một căn nhà hoang. Tuy rằng không có vị trí địa lý thuận lợi như là cái tháp canh kia, nhưng mà với tình trạng của chúng tôi hiện tại thì có còn hơn không. Cung ấm. Bây giờ nè, còn ai còn đá không? Bây giờ mình phải lớp một cái lớp đá ở trên một cái nóc đi rồi mình mới trụ được qua đi nè. Trải qua 3 đêm kinh hoàng ở ngoài kia, chúng tôi đã có thêm kinh nghiệm để đối mặt với cái thứ đó. Mỗi khi nó xuất hiện thì sẽ có một cái luồng sáng đi theo nó, chúng tôi gọi đó là sấm sét, và nó sẽ có thể khiến cho nhà của chúng tôi bị cháy. Vậy nên chúng tôi quyết định gia cố nó bằng một cái hàng gạo đá. Chúng tôi sẽ dành cả ngày hôm nay để gia cố lại cái căn cứ này, vì tôi biết chắc rằng vào trong đêm nay cái thứ đó sẽ không để ý cho chúng tôi đâu. Sau một ngày chuẩn bị thì mọi thứ cần thiết đã hoàn thành, mặc dù tôi biết rằng thứ này không thể nào cầm chân được nó đâu. Chúng tôi đã có phương án dự phòng. Thông qua những hình ảnh mà tôi trích xuất từ máy quay phim, chúng tôi đã nhìn thấy hình dạng của cái thứ rình rập chúng tôi suốt 5 ngày qua. Tôi đặt tên cho hắn là người đàn ông đến từ sương mù. Hắn có một cái mồm há rộng với những chiếc răng khủng khiếp, tứ chi dài và giống với con người. Chúng tôi không thể nào nhìn thấy rõ hình dạng thật của hắn, chỉ biết là hắn sẽ cố giết chúng tôi. Nếu bạn nhìn thấy hắn, làm ơn hãy đóng chặt cửa lại và đừng ra khỏi nhà. Hắn sẽ bắt vặn thịt bạn bằng cái hàm răng khủng khiếp đó. Tôi đây, cập nhật tình hình ngày thứ 6. Thì cũng đã trải qua khoảng 5 ngày chúng tôi sống sót ở trong cái khu rừng này rồi. Thì một số những thành viên của tôi đã bắt đầu kiệt sức. Vậy nên là hôm nay là chỉ có tôi với Blin sẽ thực hiện cái cuộc hành trình đi tìm một số những cái thứ có thể sử dụng được ở trong khu vườn này, thu thập tài nguyên về để sống sót trong cái những ngày hôm nay. Phải cái trường em ơi, cái căn nhà mà anh em mình mất công để gia cố hả, nó bị dở tháo ra luôn nè. Thôi nhá, mình lấy mấy cái lương khô rồi đi. Em nghĩ là mình thu thập đồ xong rồi để chuyển qua một khu mới ấy. Bởi những cái khu này anh thấy không ổn rồi em ơi, gào nhỏ quá. Thôi bây giờ mình quay trở lại xuống hang đi. Dự đoán rằng đêm nay sẽ là một đêm khá là dài nữa của chúng tôi. Vậy nên là chúng tôi quyết định sẽ đào một cái đường hầm để có thể đi tìm khoáng sản. Chúng tôi tìm được một cái hang khá là sâu, nó khá là tối và trông có vẻ bí ẩn. Tuy vậy chúng tôi cần phải tìm sắt thì mới có thể cải thiện được cái cuộc sống. Chúng tôi quyết định liều mạng đi xuống dưới đó. Chúng tôi không gặp khó khăn khi tiến vào trong cái hang này và đã may mắn tìm được những cái quặng sắt đầu tiên. Với cái đống sắt này chúng tôi có thể làm được nhiều thứ để cải thiện cuộc sống hơn. Nhưng việc ở dưới hang quá lâu khiến cho tôi cảm thấy mất đi sự tỉnh táo. Sắt này. Lấy sắt. Nghĩ là mình không nên đi sâu quá đâu. Áo giác rồi. Đào một tí xong mình lên thôi. Nghe giọng nói trong đầu lên rồi. Tạm thời đó. Một đồng à. Đúng đường không đó? Này đường nào? Ê, sai đường rồi. Sai đường rồi. Lên nhanh em ơi. Không là có cái thứ gì đó xuất hiện đó. Mình xuống được nào em? Bên đây. Lên em mời. Bật lên cho tăng anh ơi. Gì vậy? Anh bị áo giác em ơi, anh nghe tiếng xì xì mà không có tiếng xì xì nào ở đây chứ á. Chúng tôi tiến hành nung những cái quặng sắt thô mà chúng tôi tìm được để làm thành những cái phôi sắt. Chúng tôi đã làm ra được những cái xô nước đầu tiên. Với những cái xô nước này, chúng tôi sẽ có thể dự trữ và mang theo rất là nhiều nước để tránh tình trạng bị khát. Từ bây giờ chúng tôi có thể mang nước đi bất cứ đâu mà không cần phải mạo hiểm. Tôi nướng một con cừu mà chúng tôi vừa mới tìm được. Ngày hôm nay có lẽ là một ngày ấm áp và đầy đủ nhất đối với chúng tôi. Sau những cái ngày chật vật với không khí lạnh ở ngoài trời và bị săn lùng bởi cái thứ được gọi là người đàn ông ở trong sương mù. Cái kia là cái ngày hôm qua mình ở hay là đây cái mới vậy anh? Đâu, cái nào? Anh nhìn được em gì kìa? Em mới em mà, nó còn nguyên luôn. Bởi ngày hôm qua mình tối quá, mình không nhìn thấy. Rồi, đã có thịt cừu. Trời sắp tới rồi em ơi. Tranh thủ đi ngủ em à. Rồi. Xuống dưới ngủ nó an toàn hơn. Hy vọng là đêm nay không có cái con gì nó tìm mình nữa nha. Rồi, chúc ngủ ngon nha. Ôi, được ngủ rồi. Ôi, sướng hết cả người. Để em dọn lò với các thứ ở đây nha.
15 phút nữa em ơi. Rồi, thì mình càng phải lên cao, càng nhanh càng tốt anh ạ. Súng anh hỏng rồi. Súng anh hỏng rồi. Em có súng, em có súng. Em nghĩ là em có thể đưa cho anh ấy. Đưa anh cái súng đi. Ít nhất thì có súng sẽ an toàn hơn. Cái chòi nát này chắc chắn là sẽ không thể nào trụ được thêm một đêm nữa. Chúng tôi chỉ còn một cách cuối cùng là lấy đi cái hàng rào bên ngoài này và mang nó qua cái hấp canh mới. Đó nó cơ thôi. Ôi. Cái gì vậy? Lấy nhanh anh ơi, lấy nhanh. 3 phút em ơi, tôi bỏ đi em ơi. Tôi bỏ đi, chạy. Tòa hấp kiểm lâm đó cách chúng tôi vài trăm mét. Để đến được đó, chúng tôi phải chạy bộ ở trên mặt sông băng này. Cơ thể tôi lạnh cống khiến tôi không thể nào chạy nhanh được. Chậm một chút nữa thôi, tôi sẽ biến thành một cái pho tượng đá. Và rất may mắn. Ui, nước ấm em ạ, nước ấm. Đây, em không biết là con sinh vật đấy có bơi được không ha? Anh lên chưa? Đang lên em ơi, anh lạnh quá bơi không có nổi. Cá nè. Chưa anh. Cái chỗ này nó ở một cái hồ em ơi. Tòa tháp kiểm lâm này nằm giữa một cái hồ. Vị trí này gần như là bất khả xâm phạm. Cho dù là thứ gì đi nữa thì muốn đột nhập vào trong này cũng là một chuyện không thể dễ dàng. Đây rồi, lại là nơi này. Cũng giống như lần trước, nơi này cũng không hề có một bóng người. Chúng tôi quyết định sửa chữa lại nơi này một chút để phù hợp với điều kiện sống của chúng tôi hơn. Trong những cái thùng vẫn còn một ít lương thực của cái người kiểm lâm trước để lại đây. Mọi thứ đã sẵn sàng để cho chúng tôi có thể nấu ăn ở bên trong đây, cũng như là nấu nước. Ngoài ra chúng tôi còn tìm thấy được rất là nhiều những cái vật dụng hữu ích, và đặc biệt là có thuốc nổ. Vậy nên là chúng tôi quyết định sẽ chế tạo một cái bàn chế súng. Chúng tôi định bắt tay vào công việc ngay và luôn. Nhưng mà tôi không ngờ rằng sương mù đã bao quanh cái tháp kiểm lâm này từ bao giờ mà chúng tôi không hề hay biết. Có lẽ là chúng tôi sẽ phải ở trong này suốt cả ngày hôm nay. Vậy nên là tôi đã nghĩ ra một cách để giết thời gian, cũng như là có thể kiếm được thức ăn. Đó là chúng tôi sẽ làm những cái cây cần câu cá, và chúng tôi sẽ câu cá ở ngay trên cái tháp này. Thật tuyệt khi có thể giải quyết được vấn đề lương thực mà không cần phải đi săn hay là mạo hiểm đi ra ngoài, vì ở nơi này toàn là nước thôi. Ở trong những cái cánh rừng thông thuộc khu vực Bắc Mỹ, chúng tôi có thể bắt được những con cá hồi khá lớn. Chúng tôi đã câu được rất là nhiều cá trong ngày hôm nay. Có một nơi trú ẩn an toàn, thức ăn và nước uống đều đầy đủ. Tuy là như vậy nhưng tôi vẫn luôn có một cái cảm giác bất an. Tôi nghĩ rằng cái khu rừng quá ác này sẽ không để cho chúng tôi được yên ổn trong vài ngày nữa đâu. Phải liền ai vậy? Có người em ơi, có người. Đâu. Có người nè, trong suốt luôn. Thấy không? Ê, từ, cái này có vẻ ảo giác không anh? Không em ơi, cái này anh nghĩ chắc hồn ma quá em ơi. Cái này là hồn ma trong khu rừng các bạn. Những cái người bị lạc ở trong rừng. Thiếu mất rồi cả. Mất rồi. Đây là những cái linh hồn bị cái khu rừng này nuốt chửng. Linh hồn hồn mà còn vắt vưởng ở trong cái khu rừng này các bạn ạ. Rất kinh khủng. Đóng hết cửa sổ lại, kiểm tra xem còn chỗ nào chưa đóng hay không. Em nhận được tín hiệu bộ đàm này. Để em... Alo. Alo, Phú ơi. Alo, có nghe không? Nghe rõ. Alo. Em tìm được cái đường về cái hầm đá cũ của mình này. Mọi người đang ở đâu ấy? Cái hầm ở chỗ cái nhà ấy bị cháy tan quan hết trơn rồi. Tụi anh đang ở một cái khu vực cũng khá là gần chỗ đó thôi. Nhưng mà khoan, bây giờ em đừng đi ra ngoài. Giờ này có thứ rất là kinh khủng chứ. Em biết rồi. Ok, em cứ núp trong hầm đi. Ông núp xuống hang đi. Chúng tôi quyết định liều mạng đi đón Phú Triệu ngay trong đêm nay. Mặc dù biết rằng thời điểm này ở trong khu rừng là không hề an toàn một tí nào, nhưng tôi không muốn để người đồng đội của chúng tôi ở ngoài kia cùng với thứ gì đó. Chúng tôi vượt qua nỗi sợ hãi của mình và đi đón người đồng đội trước khi có một thứ gì đó khủng khiếp tìm ra anh ta trước chúng tôi. Nó đây, anh ơi. Bên cạnh kia. Nó đây. Mặt cười kia. Tiếp đơn. Thôi nha, cậu nha. Phụ ơi, tụi anh tới. Chạy đi. Nó đâu? Nghe tiếng nó đây nè. Anh có thấy cái gì đâu? Càng tới gần căn chòi đó thì adrenaline ở trong cơ thể tôi càng dâng cao. Chúng tôi cố gắng giữ hết sức bình tĩnh và đã có thể tiếp cận được cái căn chòi. Nó vẫn tan hoang như ngày đầu tiên. Xung quanh là những bóng ma đang nhìn chằm chằm vào phía của chúng tôi. Tôi đã tìm thấy Phú Triệu núp ở dưới cái hầm mà ngày hôm qua chúng tôi đào. Không chần chừ, tôi đưa nãy về nơi trú ẩn mới của chúng tôi. Chào mừng em đến với nhà của bọn anh. Đây này mọi người. Wow. Một cái háp ở giữa biển, lựa chọn sáng suốt cực. Này, bật lửa lên nào. Được rồi, chết được rồi. Ok, ngon à. Nó chỉ có cái khu bên mình. 25 phút nữa mọi người ơi, nó tới rồi đó. Chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm nay đi. Bây giờ chia nhau ra đi mọi người ơi. Chúng tôi vừa mới nhận ra rằng mỗi người trong chúng tôi đều mắc phải một cái lời nguyền giống như nhau khi tới được cái nơi này. Nó được gọi là lời nguyền của tuyết. Bắt buộc là chúng tôi cần phải nhanh tay thực hiện những cái thứ mà chúng tôi cần phải làm trong ngày hôm nay để đối đầu với cái thứ đó. Chúng tôi đã quyết tâm là hoàn thiện được cái bàn gia công vũ khí trong ngày hôm nay. Nhưng tôi không biết rằng đó chính là một cái nước đi
mà tôi đã sai lầm. Chúng tôi cần rất là nhiều sắt và cả thuốc nổ nữa thì mới có thể chế được vũ khí và đạn dược. Điều này sẽ dẫn chúng tôi hướng vào một mối nguy hiểm khác trong hang động. Bây giờ đi ngủ. Rồi, đi lên giường ngủ thôi mọi người ơi. Ngủ ha. Ngủ ạ. Này, Quân Kỳ đâu? Đi ngủ đi. Quân Kỳ. Quân Kỳ ơi. Mà nãy em đi lên em thấy ổng nhảy xuống. Kỳ cái gì thế? Trời ơi, Quân Kỳ ơi, không biết. Vậy? Bao quá. Ổng đi đâu rồi, xuống hàng ổng đào cái đuốc thằng kia kìa. Trời ơi. Xuống hàng đào bao quá. Anh ơi, mình biết là mình càng sắc rồi nhưng mà từ từ được rồi anh. Quá. Cũng rất may là ngay sau đó Futenki trở lại với chúng tôi một cách an toàn. Chúng tôi đốt lửa và đi ngủ sớm và kết thúc thêm một ngày nữa. Sáng hôm nay tôi phát hiện ra được có một cái hệ thống hang động rất lớn nằm cạnh căn cứ của chúng tôi. Vậy nên là chúng tôi sẽ quyết định đi vào đó để khai thác khoáng sản. Mà không hề biết rằng khi chúng tôi bước vào đây đã có thứ gì đó đang nghe thấy chúng tôi. Sâu trong hang động này, nó đang nhìn chúng tôi và đang chờ đợi cơ hội tốt nhất để có thể... Má kiếp. Dữ dội luôn. Cái hang này sâu lắm em ạ, sâu hun hút luôn ấy. Nào, coi có đúng không? Bọc ma miếc cái thứ kìa. Đây đây em vẫn còn làm. Ui, cái tiếng ở trong hang động này kinh khủng quá. Anh sợ đi đi. Quan trọng anh bị tụt binh chứ phải do anh sợ đâu em. Bị tụt binh à. Lên, lên. Hả? Cái gì đó bên ngoài em ơi. Anh đâu rồi? Có cái gì bên ngoài? Có cái gì đây? Có cái gì kìa? Có súng không? Có súng mọi người không? Có súng mọi người không? Có cái gì kìa? Nó, anh thấy nó, anh thấy nó. Có một cái thứ gì đó nó vừa mới đứng ở ngoài miệng hang. Nó cao lắm. Chân tay nó... Con nhện hả? Ai, cho anh nhìn lại thằng lon á. Có nó kìa, nó kìa. Nó trên đó đó. Đâu. Trong suốt cuộc đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy một sinh vật nào kinh khủng như thế. Tôi cảnh báo về sự hiện diện của sinh vật lạ cho mọi người. May mắn là họ đã nghe tôi. Thôi mình về nhà luôn anh ơi. Mình về nhà trang ấm đi mi anh ơi. Được rồi, thôi được rồi. Mình phụ ta kia khách nào ở trên nhà rồi. Mình chắc chắn là có một thứ gì đó trong cái hang động đó các bạn ạ. Không vào đó đúng là một cái lựa chọn sáng suốt. Cuối cùng là cả ngày hôm nay chúng tôi cũng chẳng thể làm được gì cả, nên tôi quyết định đi câu cá, nhưng mà vẫn chưa thể nào tống khứ được cái hình ảnh kinh khủng từ cái sinh vật ở trong hang đó ra khỏi đầu tôi. Nó đang cố nói với tôi điều gì đó. Ui, kiểu gì vậy? Tôi có súng. Mọi người có bao giờ nghe chuyện thuyết về Wendigo chưa? Các thổ dân da đỏ ở vùng núi Madahi thường truyền tai nhau chuyện thuyết về con quái vật ăn thịt người tồn tại trong những cánh rừng sâu được gọi là Wendigo. Tương truyền rằng nó là hiện thân của những linh hồn, những người leo núi bị mất tích hay bị lạc trong khu rừng. Sự thèm khát và lòng tham vô đáy của họ tích tụ theo nhiều năm, dần dần trở thành một con quỷ. Nó gieo rắc nỗi sợ hãi kinh hoàng cho bất cứ ai có ý định mạo phạm đến những điều cấm kỵ của khu rừng linh thiêng. Wendigo sẽ tìm đến kẻ đó và hắn sẽ không bao giờ được tìm thấy. Đó là chuyện thuyết mà người dân Mỹ thường hay truyền tai nhau. Nó như là một chuyện thuyết đô thị để răn đe rằng những cái con người không được nên vào rừng vì rừng sâu là một nơi nguy hiểm. Đấy, chúng ta có thể bị rừng sâu nuốt chửng bất cứ lúc nào. Ơi, đào đường vô cũng được. Là tôi chuyện gì đã rén rồi em? Mới nghe chuyện phim đã rén rồi. Anh Taki á, ôi vãi cứt, từ nãy giờ đột nhiên bất thình lình anh xuất hiện trước mặt bọn em sợ quá. Em quay ra quay vào em kiểu má cha nó đi mày về gió lắm, dám chần chả ngay từ đầu, chả là cái thực khải đi theo tụi mình từ đầu game tới giờ luôn, đi theo đạn bóp tụi mình. Mọi người nên nhớ là Wendigo có thể giả hay dạng hành những cái giọng của những người thân của mình là thứ nhất. Thứ hai là có thể giả hành tiếng những loài động vật để dụ dỗ chúng ta. Và còn một cái năng lực kinh khủng hơn con Wendigo á, khi mà nó đã hành tinh rồi á, thì nó sẽ có thể gọi là sao, biến thành cái người thân yêu của chúng ta, dụ dỗ chúng ta vào cái con nó luôn. Biết đâu Futenki này là mẹ quái Futenki thật đấy. Đùa. Ây da, anh nói làm em sợ nha. Đường này vào diễn tình nghi liền, đường này vào diễn tình nghi liền. Đông gầy nha. Mà thảo nào ngay từ đầu game tới giờ cứ bóp tụi mình miết ấy. Ngày
hôm nay tôi đề ra cho cả nhóm một kế hoạch táo bạo là chúng ta sẽ đi vào sâu trong khu rừng đó để tìm những con cừu và làm những cái chiếc áo len. Được rồi mọi người, có than thuốc gì không? Đem theo chuẩn bị đốt lửa đi mọi người ơi. Được rồi mọi người, mình mang đồ cần thiết đi nha. Đạn bạc rồi đã chuẩn bị sẵn sàng nha. Chuẩn bị đối đầu với cái thứ mà chúng ta sắp giáp mặt thôi. Sao anh này cứ đứng nhìn em không? Mọi người đâu ơi, em sợ. Anh ơi, đứng nhìn em nữa. Nhìn đi, bên này nè. Ông đứng không nhìn như con quái. Mất niềm tin rồi á, mất niềm tin rồi á. Những chiếc áo làm từ lông cừu rất là quan trọng. Nó có thể giúp chúng tôi giữ ấm ở trong khu rừng này. Đó là cách duy nhất để chúng tôi có thể đi sâu vào trong rừng và tìm người đồng đội đã bị hất lạc của chúng tôi từ rất là nhiều những ngày trước rồi. Mình làm một cái chiếc xe đẩy không mọi người? Đúng rồi nè. Cũng hợp vị anh ơi. À được ấy. Mình làm một chiếc xe đẩy đi. Sẽ là một chặng đường khá dài để chúng tôi mang những con cừu từ trong rừng về Hắc Kiểm Lâm. Vậy nên một chiếc xe đẩy là có thể giải quyết được vấn đề. Đây, mấy đứa ngồi lên xe này được không? Rồi. Ô, cái kia à? Rồi. Mấy y chang luôn. Vô tình kia đâu? Ở má cái giống cái xe chở xác quá mày ơi. Vô tình kia đi rồi. Cái xe này ha, lát nữa con Vengo nó mà xuất hiện các bạn là mình để cái xe này lại. Là con Vengo nó có bướm phê còn mình chạy. Ở kêu rồi đó. Đây rồi. Mày mày xuống xe. Biết mày xuống xe đi. Cái gì? Tôi biết nha. Cái vụ mà kiểu con nữa. Còn nữa nào? Ủa có hơi lợn kìa. Rồi về không mọi người, về không mọi người. 6 phút nữa mọi người gì? Ui anh Nhân Lạng, anh Nhân Lạng nè, anh Nhân Lạng. Ê không, sao chết? Đừng đốc mà. Chết mẹ nó rồi, anh này chết bỏ mắt luôn. Không ổn, anh thấy điểm không lạnh mọi người. Nào. Kêu rồi. Được rồi, từ thôi. Đừng có để bị mấy con cừu này bị kẹt vô xe. Đây là phải để mấy con cừu này lên mặt băng rồi mọi người ạ. Được rồi, tụi mẹ ở đây đi nha. Cắt thang đi. Cứu em. Và em biết đó, Wendigo nếu như mà nó bị giết nhưng mà không ấn nó một cách đúng cách á thì nó sẽ quay trở lại trả thù những người đã từng giết nó. Chúng tôi thủ sẵn vũ khí, chờ đợi suốt nhiều giờ liền trước khi bình minh buông xuống, chờ đợi sự xuất hiện của con quái vật mà chúng tôi không hề biết nó là gì. Thật sự là một trải nghiệm rất đáng sợ. Nhưng bằng một cách nào đó, tôi quyết định đối diện với nỗi sợ của mình. Bằng một cách điên khùng nào đó mà tôi muốn tự mình tận mắt chứng kiến cái con quái vật đó. Lên đây, bỏ anh kia đi, lên đây. Mẹ chúng mày! Đóng cửa lại. Đóng cái cửa đi. Đây gì kìa? Mình đứng này mình dò anh kia đi. Mình đi ra kia kìa, anh kia đi. Chị ơi, cố lên, men của anh chết ơi. Cố lên anh ơi. Đừng có nói chuyện cỡ. Có theo anh. Anh này men quá. Nào, mày có ngon mày tới đây, tao không sợ mày đâu. Tao không sợ mày đâu. Thằng nào tới đây? Đây anh kìa men của ông ơi. Nào, mày xuất hiện đi. Đổ xuống. Ôi, ông ơi. Nào. Cái gì đây? Đi đâu rồi? Cứu anh! Cứu anh mấy đứa! Đeo lên đi ơi! Đeo lên nhanh lên anh ơi! Mày! Đeo lên, ném một cửa rồi, ném một cửa. Đeo lên! Nó đang ở dưới chân mấy đứa đó! Nó chặn đường đi chơi quá trời! Cứu lên đi! Mày kiếp! Cút! Chạy ra xa đi, em bắn nhau, em bắn nhau. Không, tụt tích thần rồi ông ơi. Nó có thể đi trên mặt nước. Anh ghê. Còn hàng đâu mấy đứa. Hết rồi. Tôi vừa nghe một đồng tiếng thét luôn ông ạ. Nó đi chưa? Đây lên đây anh ơi. Mình đang quản của em lỡ bắn thằng Duyên rồi. Xuống anh hỏng rồi mấy đứa ơi. Bắn một phát một hỏng bét. Nó khủng khiếp vãi. Ủa Phu Tân Kỳ rồi, con nó xuất hiện ở Phu Tân Kỳ biến mất nha. Ê, thế rồi, mình ghi ông Phu Tân Kỳ quá anh ơi. Con nó xuất hiện ở Phu Tân Kỳ biến mất nha. Hay ya. Cái gì cái, đi ngủ đi. Em nghe mình nên đi ngủ. Sút quá. Mình ngủ đi mọi người. Sau một đêm kinh hoàng, chúng tôi không có thời gian để nghỉ ngơi vì biết rằng con quái vật Wendigo sẽ trở lại trong sáng ngày hôm nay. Bất kỳ lúc nào, bất cứ đâu, nó đang cố gắng giết chúng tôi. Có 14 cái luôn. Trời cái gì vậy? Ôi, cứu em.
Thấy chưa? Xuống rồi, nó xuống rồi. Ôi, nó đâu? Nó bị phá. Nó dưới, nhà mình, nó dưới nhà mình. Nó dưới nhà mình. Nó dưới nhà mình kia. Nó dưới nhà mình. Có biến được cũng hàng. Bắn đi, Phương chịu, bắn nó, bắn nó đi, bắn nó đi. Bắn nó đi. Nó không phải hắn gì hả? Bắn rồi. Thôi. Cứu anh một lần thôi, cứu anh một lần thôi. Cứu anh một lần thôi. Nó bên em kìa, bên đây. Thôi, lại đây, lại đây. Em yêu, em yêu. Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Chơi rồi 16 phút nữa. Cái gì nữa hả? Tức là nó muốn giết bằng được tụi mình thì thôi á. Trời, cái này là mình đối diện với cả một con quái vật không thể đùa được luôn ấy. À. Nào, gia cố lại nhà đi mọi người. Ê, sửa lại nhà cái mọi người ơi. Dạ, gia cố cái tháp rồi, nhìn cái tháp nó sắp sập rồi á. Nhìn cái tháp giống như sắp sập vậy đó. Nó sắp sập tới nơi rồi mọi người. Trước luôn này. Cố gắng được một chút xíu nữa à. Tụi mình phải trông cậy vào mấy con cù lấy cái kéo đi mọi người ạ. Chúng ta cần phải cắt lông của tụi nó làm áo len. Mình sẽ đi sâu vào trong rừng kiếm thêm nhiều viên đạn bạc nữa. Có ai có cái kéo không? Em không, anh giữ hết sắt luôn á. Anh xài hết bả nó rồi, dồn vô cái bàn chế súng rồi. Trời ơi. Chào mọi người, tình hình là hiện tại có một cơn đạo bão lớn đổ bộ vào trong đất liền. Mọi thứ liền xung quanh đều là sương mù nên tụi mình không nào thấy được đường này để có thể di chuyển nữa. Vậy nên là tụi mình sẽ phải 13 phút nữa là con quái vật sẽ xuất hiện các bạn ạ. Tụi mình chỉ có 13 phút để sống ở đây thôi. Cầu Chúa cho chúng ta được an toàn trong ngày hôm nay. Nếu mà thành công sống sót được tới cuối cùng ở trong series này, tôi sẽ không khẽ G97 nữa.